Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu các bạn đây là hộp đông trùng hạ thảo tươi. Bên trong này có một khối nguyên đông trùng hạ thảo. Đó. Đây mình sẽ bóc hộp cho các bạn xem nhé. Đông trùng hạ thảo đây là của Việt Nam. Hàng Việt Nam, chất lượng cao. Đó. Cái này nó có rất nhiều công dụng tốt. Hôm nay mình chế biến nấu món đông trùng hạ thảo với chè hạt sen long nhãn. Đó, đây là cây đông trùng hạ thảo tươi này. Đây là cái đế của nó này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn.